Khi nhắc tới những chiếc đồng hồ cồn cổ của Pháp, bác nào cũng nhắc tới thương hiệu Odo đúng các bác. Ngoài những chiếc Odo máy 10 ở bình bong chơi hai bản nhạc, giờ đời máy được các bác lựa chọn nhiều nhất đó là đời máy Odo 368. Sở hữu bộ máy 3 vách bệt, sở hữu thêm bộ công nòng máng thép. Đây là một đời máy đầu tiên, có thể nói là đầu tiên của thương hiệu Odo với cái bộ máy vách rất là dày các bác nhá. Tiếng chuông đi là cực kỳ ngân nga và rất là hay. Trước khi đi vào chi tiết thì Vang Vọng xin được nhắc lại, Vang Vọng luôn luôn là một cửa hàng uy tín, luôn công khai giá minh bạch tại trang chủ vangvọng.com. Tất cả mọi mặt hàng như đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn đến những chiếc đồng hồ tủ cây đều được Vang Vọng chụp ảnh chi tiết, công khai giá minh bạch. Và là một cửa hàng lâu năm uy tín, luôn luôn mang tới cho các bác những sản phẩm, những chiếc đồng hồ zin nguyên bản, nói không với hàng chất lượng kém, hàng nâng độ chế, có bảo hành đầy đủ để các bác yên tâm sở hữu. Đầu tiên, đây là một chiếc Odo 368 sở hữu thiết kế thùng vân sồi, chạm bông rất là cổ điển. Sở hữu thêm đó là một cái phần kính rào mài viền, được gắp từ những mảnh kính mài viền nhỏ tạo hình rất là đẹp các bác ạ. Ở đây chúng ta sẽ có những cái phần bông đào được chạm trổ bốn góc các bác nhé. Bên trên chính giữa chúng ta sẽ có những cái đường hoa dây được thiết kế rất là cân xứng. Trung tâm chúng ta sẽ sở hữu một phần mặt số bắc giác đứng, một cái phần mặt số đặc trưng của những chiếc Odo 368 các bác ạ. Về thiết kế ngoại hình bên ngoài thì nhận xét đây là một chiếc Odo 368 trong cái tình trạng rất là đẹp, zin nguyên bản toàn bộ mọi chi tiết để các bác yên tâm sở hữu. Bây giờ em sẽ đi vào bên trong các bác nhé. Đây sẽ là thiết kế bên trong đây. Chúng ta sẽ sở hữu một phần mặt số bắc giác đứng các bác nhé, nền xám bạc, bộ số nổi đen. Bộ số đen rất là nổi bật trên phần mặt số nền xám đúng các bác. Bộ kim đặc trưng của đời Odo 36 này, logo thương hiệu đầy đủ, chữ ký đầy đủ. Bên dưới chúng ta sẽ sở hữu một phần quả nắc mạ chrome, một phần quả nắc cán dài đi với thiết kế thùng dài. Cùng với đó là cái bộ gông rất là dài các bác nhé, gần như là gần chạm đáy thùng rồi. Đây sẽ là thiết kế của bộ gông nòng máng thép, những cái thanh gông xanh đen này các bác này. Đây sẽ là củ gông nòng máng thép đây. Một cái phần củ gông nổi tiếng mà bác nào cũng biết khi nhắc tới những chiếc Odo 368. Và bên trong chúng ta sẽ có bộ máy 3 vách bệt xoáy các bác nhé. Với cái đời máy 3 vách bệt xoáy này chúng ta sẽ có một cái phần bộ máy vách rất là dày nhá, trục đồng. Đây các bác hãy nhìn đây này. Chúng ta sẽ có thiết kế 3 vách các bác nhá. Đây. Một vách này, hai vách này, ba vách này, rất là chi tiết luôn các bác. Với cái bộ máy zin nguyên bản em đang giới thiệu cho các bác đây thì đây là một bộ máy rất là đẹp luôn. Chưa động chạm, chưa thay thế, chưa sửa chữa bất cứ cái gì cả. Rồi, bây giờ em sẽ được thử qua một chút về âm thanh tiếng chuông mà chiếc đồng hồ Odo 368 này chơi đến các bác nhá. Nổi tiếng luôn các bác, rất là hay. Tiếng chuông trong, trầm, tất cả mọi thứ đều hội tụ trên bộ công nòng máng. Tiếng chuông rất là chắc tiếng các bác nhá. Đấy, trường hợp cực kỳ là tốt luôn. Điểm giờ thì phải nói là quá là hay rồi. Mọi thứ đều được hội tụ trên một chiếc Odo 368 zin nguyên bản với đời máy 3 vách bệt. Và đây sẽ là một chiếc đồng hồ được Vang Vọng cam kết cho các bác là zin nguyên bản toàn bộ các bác nhá. Các bác cứ thấy yên tâm sở hữu hoặc là sử dụng thôi. Bác nào thực sự quan tâm đến chiếc đồng hồ này thì mời các bác liên hệ qua số điện thoại 0912 011 947, hoặc là các bác muốn tham khảo giá thì các bác phải trực tiếp vào trang chủ vangvọng.com. Trên đấy sẽ có đầy đủ hình ảnh máy móc gông và có giá cụ thể để các bác tham khảo. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.